Ôi, Tùng ăn đi con. Nhưng mà nhốt trong đấy không có không khí tí là chết rồi. Đây là cái lỗ ra nhá. Ừ. Đừng một cái lỗ nữa. Chui ra. Không, một cái lỗ bằng cái kim ấy. Chọc chọc mấy cái lỗ à. Để cho nó còn thở chứ. Dán ra cho con tôm đi. Nó đá ra. Ăn xong phần rồi. Nó đá ra. Đúng rồi, mai nó đá rồi. Em phần cánh rồi. Đấy một cái nước không? Thì thôi con đầy nước cho mày à. Để im để cho nó tập trung làm bài tập đi. Mấy giọt đấy. Con chưa tập trung làm bài tập đi xuôi. Rồi, làm đi. Làm đi, nó chậm bây giờ. Vứt đi con này vơi lắm. Đã vứt đi, vứt đi. Thôi ừ. Ngọt nhỉ, tôi ngọt. Đầy ghê lắm. Thôi, mai em ăn nước á. Mai con cho nước mình. Nhưng mà sợ chết. Cũng ăn tôm đúng không? Con phải đập lỗ đi đã. Chui làm đi con, làm bài tập đi. Làm đi không muộn rồi, cô lên cô phạt cho bây giờ. Thôi để tí nữa được lỗ rồi. Nó phải có lỗ rồi, nó mới chui. Nó nhìn đi. Mỗi gì cái hé hé này rồi. Nó không bị thở thở. Nước á, sao búng nhanh nhé. Đấy, tô khô rồi. Ok, nó cắn nó mà sợ. Nếu con không làm bài tập và con ăn cơm thì sẽ vứt con này đi. Có làm không? Có làm không? Có làm không? Mẹ hỏi có làm không? Rồi làm luôn. Từ đến giờ anh Tùng anh chẳng lấy con lâu. Không có riêng làm không? Đây, rồi mẹ để ở đây cho con. Nhưng con phải làm đi nhá. Đây, tớ ngồi đây bạn đi bạn làm bài tập đi. Con mà làm cái này nhá. Cái này toàn dư dễ ẹt. Con thần chia thôi, con này. Em còn bé em con mà con ngoái vài phát là hết tràng.